Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Một trong những đề tài mà nhiều bạn muốn thuận đề cập tới nhất trong thời gian gần đây Đó chính là đề tài liên quan tới cái sự căng thẳng về mặt chính trị giữa Hoa Kỳ và Iran Và thật ra trên channel này tôi cũng không muốn nói nhiều về chính trị Nhưng mà sự thật là giữa chính trị và tài chính thì có cái sự quan hệ rất là mật thiết Cho nên đây chính là đề tài mà chúng ta sẽ nói tới trong video ngày hôm nay sự kiện này là như thế nào và ảnh hưởng ra sao đối với nền kinh tế cũng như là đối với Bitcoin nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và trước khi chúng ta tiếp tục thì Thuận muốn chia sẻ với các bạn là những bạn nào mà thích đọc bài viết thì Thuận và đội Thuận Capital đã làm lại trang web thuậncapital.com và những cái video gần đây đã có những cái bài viết biên tập dựa theo những video đó như là các bạn thấy là video liên quan tới thống kê thị trường năm 2019 đã có bài viết liên quan những bạn nào mà con thú muốn xem bài viết thì có thể sử dụng link capital. com ở phía dưới video này để mà xem các bài viết. Và trong năm nay Thuần Capital cũng sẽ tiếp tục đưa ra nhiều bài viết có giá trị đến với các bạn. Và trở lại với đề tài của video ngày hôm nay thì trên mạng hiện bây giờ các bạn có thể tìm thấy rất nhiều tài liệu chi tiết liên quan tới cái sự kiện này. Nhưng mà để tóm tắt những bạn nào mà không rành thì tóm tắt là thứ sáu mới đây, Hoa Kỳ đã ra lệnh không kích và đã giết chết một tướng cấp cao trong quân đội của Iran, đó chính là Qasim Soleimani. Sau khi mà Qasim Soleimani bị chết, thì thị trường tài chính đã bị dao động trong mấy ngày hôm nay. Thì lý do tại sao chúng ta sẽ nói tới điều này? Mà chúng ta cũng không cần phải đi vào chi tiết về mặt chính trị, các bạn có thể tìm thấy rất nhiều tài liệu ở trên mạng liên quan tới cái sự kiện này nhưng mà điều mà các bạn cần biết là đây là một cái sự kiện rất là quan trọng và quan trọng ở đây là không giống như là trước đây Mỹ ra lệnh để mà ám sát những người như là Osama Bin Laden tại vì những người như là Osama Bin Laden là những thủ lãnh của các tổ chức khủng bố nhiều quốc gia coi những người này như là một tội phạm quốc tế và đang lẫn trốn nhưng mà ngược lại lần này Hoa Kỳ giết chết đó chính là tướng cấp cao của Iran Qasem Soleimani là một tướng đương thời và cũng được nhiều người Iran ca tụng cho nên đây là một việc mà có thể là đã chưa xảy ra từ năm 1943 cho tới bây giờ Hoa Kỳ ra lệnh giết chết một tướng đương thời của một quốc gia khác thì điều này có ảnh hưởng như thế nào đối với tài chính thì các bạn thấy được là thứ sáu khi mà tin tức này tung ra thì thị trường chứng khoán đây chính là cái chỉ số Dow Jones thì các bạn thấy là chỉ số Dow Jones ngày thứ sáu đã đi xuống nhưng mà ngược lại các bạn thấy là vàng đã đi lên thì tại sao vàng đã đi lên thì bây giờ cũng có nhiều nhà đầu tư lo lắng là đây là cái sự bắt đầu của một cuộc chiến tranh lớn hơn. Tuy là Mỹ với lại Iran cũng đã bất đồng từ bấy lâu nay và Mỹ cũng đã áp dụng nhiều trừng phạt kinh tế đối với Iran trong vòng một năm qua. Nhưng mà nhiều người lo lắng là cái sự kiện mà Hoa Kỳ giết chết Qasim Soleimani là một sự kiện có thể là thúc đẩy chiến tranh giữa hai nước và chiến tranh sẽ ngày càng lớn hơn cho nên nhiều nhà đầu tư có cái sự lo ngại đó và khi mà nhiều nhà đầu tư lo ngại thì điều mà họ sẽ làm là sẽ bán đi cổ phiếu và đẩy tiền từ trong thị trường cổ phiếu vào trong những cái tài sản mà họ nghĩ là an toàn hơn như là vàng. Cho nên từ thứ sáu cho đến hôm nay các bạn thấy đây là biểu đồ của vàng trong vòng 5 ngày qua thì vàng thực sự đã lên là vàng chỉ có là 1.190 đô la cho một ounce vàng và bây giờ các bạn thấy 5 ngày sau đã lên tới 1.563 cho một ounce vàng. Và không những là vàng đã tăng lên mà chúng ta thấy là một cái thị trường khác cũng đã tăng lên khá đáng kể. Đó chính là thị trường crude oil hay là thị trường dầu. Các bạn thấy là crude oil cũng đã tăng lên trong vòng 5 ngày qua. Sau khi mà cái sự kiện liên quan tới đều tung ra. Thì tại sao mà vàng tăng lên? Thì vàng tăng lên chúng ta cũng mới nói tới là đây là một cái hiện tượng cho thấy là nhiều nhà đầu tư đang lo ngại về cái sự bất ổn về mặt chính trị sẽ dẫn tới cái sự bất ổn về mặt kinh tế. Cho nên mới đẩy tiền vào những thị trường như là vàng làm cho giá vàng tăng lên. Nếu vậy thì liên quan gì khi mà chúng ta nói tới thị trường dầu? Thì một điều mà có thể là nhiều bạn không biết, một trong những cái khu mà di chuyển dầu rất quan trọng của thế giới đó chính là cái eo biển Hormuz. Chính là cái góc này các bạn nhìn thấy trên màn hình. Thì cái eo biển này các bạn thấy là nằm ở nước Iran và đối diện là nước Oman và United Arab Emirates và cái số lượng dầu mà di chuyển qua cái eo biển này theo thống kê của năm 2018 có thể chiếm tới 21% của tất cả khối đường dầu di chuyển trên thế giới cho nên đây là một vùng mà rất quan trọng đối với cái việc là di chuyển dầu và ước tính là khoảng 21 triệu thùng dầu được di chuyển hàng ngày thông qua cái khu này. Cũng như là khi chúng ta nói tới thị trường chứng khoán nhiều nhà đầu tư lo ngại là Iran sẽ trả thù cho nên sẽ dẫn tới cái việc bất ổn trong tài chính thì cũng có nhiều người lo ngại là Iran sẽ trả thù bằng cách là tấn công vào các thuyền chở dầu ở Hoa Kỳ và nếu như mà điều này xảy ra thì cái nguồn cung của dầu có thể là bị hụt dẫn tới giá dầu tăng lên. Cho nên nhiều nhà đầu tư vì cái lo sợ này đã đẩy giá dầu tăng lên trong vòng mấy ngày qua. Tuy nhiên các bạn thấy là thị trường dầu ngày hôm nay cũng đã đi trở xuống một phần. Thị trường vàng thì cũng tương tự. Và các bạn thấy là Dow Jones ngày hôm nay cũng đã tăng trở lên 0,24%, đã tăng 68,5 điểm. Thì tình hình tài chính hiện tại là bây giờ nhiều người cho là hôm thứ sáu khi mà tin tức này mới được đưa ra, nhiều tin tức chi tiết vẫn chưa được tung ra hôm thứ sáu cho nên có thể là nhiều nhà đầu tư đã phưởng hơi quá đối với cái sự kiện này dẫn tới việc chứng khoán đi xuống hầm thứ sáu, dầu và vàng thì lại tăng lên. Nhưng mà ngày hôm nay sau vài ngày thì đã có thêm nhiều tin tức và các nhà đầu tư cũng có thêm thời gian để mà suy nghĩ lại. Cho nên hôm nay thị trường cũng đã ổn định lại một phần. Ít ra thì chứng khoán nó hồi phục lại một phần và vàng và dầu hỏa không tiếp tục tăng mạnh. Tại vì các bạn thấy là tôi biết là chúng ta nói là cái eo biển Hormuz này là một nơi rất quan trọng đối với cái việc là di chuyển dầu. Và nhiều người lo sợ là Iran sẽ đóng lại cái đường này và không cho các cái thuyền chở dầu đi qua. Nhưng mà một điều các bạn thấy là không phải là bất cứ thuyền chở dầu nào cũng là của Hoa Kỳ. Thật ra phần lớn các thuyền chở dầu là chở về châu Á. Chi tiết hơn là 76% là chở đến châu Á tính theo thống kê của năm 2018. Trong đó những thị trường dầu như là thị trường của Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Nam Hàn và Singapore đã chiếm 65% của 76% tất cả dầu đi qua khu này. Cho nên bây giờ nhiều người cho là cái khả năng mà Iran đóng lại cái khu này không cho sao cho dầu đi qua là một cái khả năng rất thấp Trong đó thì từ năm 2003 cho tới bây giờ Cái việc mà Hoa Kỳ dựa vào một cái quốc gia khác để mà tạo dầu đã giảm rất nhiều Trong mấy năm nay thì ở Hoa Kỳ cũng đã tự tạo ra rất nhiều dầu Như là các bạn thấy là năm 2003 Thì tháng 4 năm 2003 chẩn đoán là Mỹ nhập khẩu dầu từ Trung Đông là 3,08 triệu thùng dầu mỗi một ngày nhưng mà tới tháng qua năm ngoái thì chỉ còn nhập khẩu có 1,05 triệu thùng dầu một ngày tính theo phần trăm các bạn thấy đã giảm xuống là khoảng 66 phần trăm và cái sản lượng dầu mà sản xuất ở trên Hoa Kỳ cũng đã tăng lên trong thời gian gần đây năm 2003 thì mỗi một ngày chỉ có 5,73 triệu thùng nhưng mà cho tới tháng 3 năm 2018 một ngày đã được sản xuất được 12 triệu thùng cho nên càng ngày thì Mỹ càng không dựa vào dầu nhập khẩu từ Trung Đông. Vì lý do đó ngày hôm nay các nhà đầu tư cũng đã đỡ lo hơn một phần. Nhưng mà các bạn thấy là so với cái này 5 ngày thì giá vàng giá dầu vẫn tăng lên. Tình hình thì bây giờ là nhiều nhà đầu tư trong thị trường tài chính truyền thống đang chờ coi coi tình hình kế tiếp là như thế nào. Nhưng mà khi chúng ta nói tới Bitcoin thì ra sao? Các bạn thấy là Bitcoin từ thứ sáu tới bây giờ cũng có cái sự tăng trưởng khá đáng kể. Thứ sáu các bạn thấy là lúc đó một đồng Bitcoin chỉ khoảng là 6.800 đô nhưng mà cho tới ngày hôm nay đã tăng lên tới 7.874 đô một có sự tăng trưởng khá đáng kể trong vòng chỉ có vài ngày thì nhiều người chỉ vào cái sự kiện mà đã xảy ra giữa Iran và Hoa Kỳ mà nói đây là lý do tại sao một Bitcoin tăng lên thì điều tôi muốn nói với các bạn là cái sự kiện giữa Hoa Kỳ và Iran có thể là không có ảnh hưởng trực tiếp đối với giá của Bitcoin hoặc là ảnh hưởng rất thấp tại vì hiện bây giờ các bạn thấy là Bitcoin vẫn là một thị trường rất là nhỏ. Khi mà chúng ta nhìn vào một cái sự kiện kinh quốc tế thì bạn có thể tìm thấy nhiều dẫn chứng để mà kết nối cái sự kiện đó với lại cái sự dao động giá cả của thị trường tài chính như là thị trường vàng, thị trường bạc, thị trường dầu hay là thị trường chứng khoán, nhưng mà chúng ta không có dẫn chứng cho thấy là cái sự kiện liên quan tới Hoa Kỳ và Iran ảnh hưởng trực tiếp đối với giá của Bitcoin. Tôi không nghĩ là sự kiện này làm cho nhiều nhà đầu tư trên thế giới đổ xô vào để mua một Bitcoin. Tôi biết là trong thị trường tiền kỹ thuật số hiện tại có nhiều người cho Bitcoin là vàng điện tử, nhưng mà cái sự chấp nhận Bitcoin là một vàng điện tử trên thế giới ở thời điểm hiện tại thì vẫn còn chưa rõ, vẫn còn nhiều người chưa có chấp nhận lưu trữ Bitcoin như là vàng. Nhưng mà có một khả năng có thể xảy ra là có thể là có một số người nghĩ là sự kiện liên quan tới Hoa Kỳ và Iran có thể ảnh hưởng đối với giá cả của Bitcoin cho nên đã mua Bitcoin vì nghĩ là sẽ có sức ảnh hưởng và khi mà họ mua Bitcoin thì có thể đẩy giá Bitcoin lên và khi mà Bitcoin bị đẩy giá lên thì lại nhiều người hơn đổ xô vào để mua Bitcoin lại tiếp tục đẩy giá lên cao tại vì họ nghĩ là cái sự kiện này có thể có sức ảnh hưởng cho nên đã có sức ảnh hưởng chứ không phải là cái sự kiện liên quan tới cái chết của Solomani ảnh hưởng trực tiếp đối với giá cả của Bitcoin. Tôi hy vọng là các bạn có thể hiểu thêm về cái sự kiện này và các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay. Cũng như thường lệ, những bạn nào mà có thú muốn giao dịch margin và muốn ủng hộ kênh thì các bạn có thể tham gia sàn NAPX, link sẽ nằm ở phía dưới video này. Các bạn có thể đăng ký thông qua link đó và điền đơn để mà được tham gia nhận hỗ trợ từ thuận capital cũng như là nhận được cái tín hiệu trade miễn phí trade margin là một cách chơi rất nguy hiểm các bạn có thể có được cơ hội lợi nhuận cao nhưng mà rủi ro cũng rất cao chỉ dành cho những bạn nào mà đã rành về trading trước khi mà tham gia vào trade margin nếu như các bạn chỉ muốn giao dịch all coin thì các bạn có thể tham gia sàn binance nếu như sử dụng link của thùng capital ở phía dưới video này các bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch sàn binance sẽ trả lại trực tiếp vào chương mục của các bạn và ngoại trừ là các bạn có thể tìm thấy video của Thuận Capital ở trên YouTube, các video cũng sẽ được upload ở trên library. Đây là một nền tảng phi tập trung một thường upload video. Các bạn cũng nên đăng ký để ủng hộ những cái sản phẩm phi tập trung. Và cuối cùng nếu các bạn nhận được giá trị trong video ngày hôm nay, thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.